An Trĩ Vương, xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Vui được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, bệnh trĩ táo bón thì rất phổ biến, khó điều trị dứt điểm và dễ tái phát. Do đó, điều trị an toàn bằng sản phẩm từ thảo dược thì rất được người bệnh và các chuyên gia y tế ưa chuộng. Đã có những công trình nghiên cứu về các loại thảo dược giúp phòng và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ táo bón. Trong đó có đề án đánh giá hiệu quả của Viện Y học Cổ truyền Trung ương về các thảo dược như là diếp cá, đương quy, hoa hòe và nghệ dạng Meriva là một trong những đề án được đánh giá cao nhất. Để cùng tìm hiểu về đề án đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trĩ táo bón bằng thảo dược của Viện Y học Cổ truyền Trung ương trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chuyên gia Phạm Hương Củng. Xin chào quý vị khán thính giả và ban biên tập chương trình. Trước khi đến với nội dung chính trong cuộc trò chuyện với chuyên gia Phạm Hương Củng, xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Hiện nay, xu hướng điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp nội khoa thảo dược đang được nhiều người bệnh lựa chọn bởi tính an toàn mà vẫn cho hiệu quả cao, khắc phục được cả nguyên nhân và cả triệu chứng của bệnh trĩ. Đáp ứng nhu cầu đó, các nhà khoa học Việt Nam đã kết hợp tạo nên bộ sản phẩm An Trĩ Vương trong uống ngoài bôi, chứa các thảo dược thiên nhiên như diếp cá, đương quy, hoa hòe, rutin, tinh chất nghệ, curcumin dạng Meriva để hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, táo bón và đã được tiến hành đánh giá hiệu quả tại Viện Y học Cổ truyền Trung ương. Qua nghiên cứu đánh giá hiệu quả, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, táo bón, các chuyên gia đã đưa tới kết luận 86,7% hiệu quả tốt sau 30 ngày sử dụng với các tình trạng từ trĩ độ 1 đến độ 3. 100% bệnh nhân giảm được đau tức hậu môn sau thử nghiệm, tình trạng chảy máu cũng cải thiện đáng kể. Tình trạng táo bón của người bệnh cũng không còn sau quá trình điều trị. Như trong phóng sự vừa rồi thì có nhắc tới các thành phần thảo dược như là diếp cá, này, đương quy, nghệ dạng Meriva, hoa hòe đã được đánh giá là hiệu quả trong việc điều trị bệnh trĩ táo bón. Vậy thì thưa chuyên gia, tại sao những thành phần thảo dược như thế này lại có tác dụng tốt cho bệnh trĩ ạ? Thứ nhất là diếp cá này. Ngày nay thì các nhà khoa học nghiên cứu thì người ta thấy là rất nhiều cái hoạt chất như là alkaloid, flavonoid, nó có tác dụng là kháng viêm, rồi là chống lại cái hiện tượng oxy hóa và đặc biệt là nó có tác dụng nhuận tràng. Mà ta biết trong cái bệnh lý trĩ thì hơn 70% nguyên nhân của người bị bệnh ấy là từ táo bón. Cái vị thứ hai đấy là đương quy. Thì đương quy thì có tác dụng là thứ nhất là bổ huyết, hoạt huyết. Ta thấy là những người mà bị bệnh lý trĩ mà bị lâu ngày đi ngoài ra máu thì cơ thể nó thiếu máu, da xanh này, niêm mạc nó nhợt nhạt. Thì bây giờ cái vị đương quy nó có tác dụng làm tăng cái thành phần của máu tăng lên, tức là bổ huyết. Nhưng đồng thời nó lại có tác dụng là hoạt huyết, tức làm cho cái huyết nó lưu thông đi. Do đó lượng máu thì được tăng lên, nhưng mà cái máu mà nó ứ lại ở các búi trĩ thì nó giảm xuống, làm cho áp lực của các cái mà búi trĩ nó giảm xuống, do đó làm cho cái độ co của các búi trĩ nó cũng thuận lợi hơn. Ngoài ra thì cái đương quy nó cũng có tác dụng nhuận trường, và nhuận trường như tôi nói ở phần trên ấy là phân nó không táo thì không có trĩ. Vị thứ ba là hoa hòe, thì chúng ta thấy hoa hòe thì ở Việt Nam ta cũng rất nhiều, đặc biệt là vùng Nam Định, Thái Bình, nhà nào cũng có 60-70 cây cả. Thì cái hoa hòe người ta đã nghiên cứu và chiết xuất được trong cái hoa hòe có một cái hoạt chất là rutin. Thì rutin nó có tác dụng thứ nhất này, làm bền vững thành mạch. Ta thấy cái búi trĩ nó giãn ra thì cái thành mạch nó yếu rồi. Thì bây giờ làm nó giúp cho cái thành mạch nó khỏe hơn, nó mềm mại hơn. Và do đó thì cái độ xa của nó cũng giảm xuống và nó lại có tác dụng co lên. Cái thứ hai nữa là nó cũng chống rách, chống bị tổn thương và chống tẩy máu. Và thứ ba nữa, trong cái rutin nó cũng có tác dụng là nhuận trường, do đó chống được táo bón, và chống được táo bón tức là cũng giúp để mà cái cơ hội hay là nguy cơ cao hình thành bệnh trĩ nó giảm xuống. Vị thứ tư là vị nghệ, nhưng mà nghệ ở cái dạng Meriva. Tức là gì? Tức là cái nghệ nhưng mà nó ở dưới dạng các phân tử nhỏ, ta gọi là nano đấy, và nó được phốt pho lipid hóa. Thì cái nội trội ở đây là vừa phần tử nó nhỏ này, nhưng đồng thời nó là gì, làm cho cái độ hòa tan nó tăng lên, có thể gấp đôi, gấp ba. Và cái độ hòa tan tăng lên tức là cái sự hấp thu nó nhanh hơn, nó nhiều hơn, và hiệu lực hiệu quả nó mạnh hơn. Thì
cái nghệ ở đây nó có tác dụng đặc thù là như vậy. Cho nên nó thứ nhất này, nó chống viêm này, thứ hai là kháng khuẩn này, thứ ba là nó làm mau lành vết thương. Ở đấy thì bốn cái vị ấy, cho nên tổng hợp lại thì nó vừa giải quyết được cái nguyên nhân gây ra bệnh lý trĩ đó là táo bón, nhưng mà đồng thời nó cũng giải quyết được những cái triệu chứng như là chảy máu này, có bụi trĩ này, khó chịu vân vân. Và đặc biệt ngoài cái tác dụng của các cái vị thảo dược theo truyền thống thì đã được nâng cấp lên bằng những cái đề tài nghiên cứu. Ví dụ chúng ta đã được nghiên cứu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương thì kết quả người ta thấy rất là khả quan. Cụ thể là 86,7% là những cái triệu chứng của bệnh lý trĩ được cải thiện rõ rệt. Cái thứ hai là 100% những cái triệu chứng như khó chịu, nóng rát ở cái vùng hậu môn được giải quyết, và những cái triệu chứng như chảy máu v.v. cũng được cải thiện đáng kể. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trị Vương được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên như diếp cá, đương quy, hoa hòe và đặc biệt chứa nghệ dạng Meriva. Sản phẩm được dùng cho người bị bệnh trĩ, nhất là người bị chảy máu, sa bùi trĩ, viêm nứt hậu môn, giúp hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ làm dịu nhanh các cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ. Sản phẩm còn giúp hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón. Đặc biệt An Trị Vương có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ, táo bón. Hiệu quả đã được chứng minh tại Viện Y học Cổ truyền Trung ương. An Trị Vương nay đã có thêm dạng gel bôi. Vậy thì thưa chuyên gia, sử dụng sản phẩm này như thế nào cho hiệu quả trong việc điều trị bệnh trĩ, táo bón, và với phụ nữ mang thai này, sau sinh, người cao tuổi và các đối tượng khác dùng thì có an toàn không ạ? Về cách dùng thì người ta dùng trong uống ngoài bôi kết hợp. Thì khi uống thì chúng ta dùng theo cái cách là mỗi ngày là 9 viên trong 1-2 tháng đầu là cái đợt tấn công chia làm 3 lần. Rồi 1-2 tháng tiếp theo là 6 viên chia làm 2 lần trong một ngày. Và 1-2 tháng cuối cùng thì chúng ta dùng 4 viên trong một ngày chia làm 2 lần để củng cố cái kết quả điều trị cho nó tốt. Ngoài cái uống ra thì chúng ta dùng dạng gel, tức là bôi. Tức là sau khi làm vệ sinh một ngày ta có thể là bôi từ 2 đến 3 lần. Bôi xong khoảng 5 phút thì chúng ta có thể đi làm vệ sinh. Và vì cái đặc thù của cái gel này là nó ngấm rất là nhanh, cho nên sau 5 phút thì nó đã ngấm vào cả cái tổ chức của cái vùng bị là bệnh lý trĩ rồi. Cái đặc thù thứ hai là cái phổ điều trị của nó rất là rộng, từ người trưởng thành này, và đặc biệt là người già này, người có bệnh lý nền này, hoặc là phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ sau sinh cũng có thể sử dụng được một cách an toàn. Và đặc biệt là người già thì cái sức, cái hệ thống tiêu hóa, đặc biệt là cả cái cơ của cái vùng hậu môn trực trạc nó cũng nhão, cho nên là dễ có nguy cơ bị lý trĩ, thì nên sử dụng sớm để mà hạn chế tối đa cái việc hình thành các cái bụi trĩ. Trong cái bệnh lý trĩ đây, cái chỉ định nào để mà sử dụng thì thường thường người ta, những cái nhà khoa học người ta khuyến cáo là độ 1, độ 2, độ 3 thì nên sử dụng điều trị bảo tồn. Còn độ 4 á, thì điều trị nội khoa kết quả nó thấp, thậm chí hoặc là không có kết quả thì người ta phẫu thuật. Nhưng mà sau phẫu thuật rồi thì cũng nên uống 1-2 đợt theo cái liều lượng như tôi đã nói ở trên, để mà gì, một là củng cố cái kết quả điều trị bằng ngoại khoa, và thứ hai nữa là ngăn ngừa sự tái phát hoặc là hình thành những cái bụi trĩ mới. Tôi bị trĩ cấp độ 2 đã được hơn 2 năm. Tôi thì đi chữa trị rất nhiều nơi và sử dụng rất nhiều bài thuốc, những bài thuốc về dân gian này, những bài thuốc nam, những bài thuốc đấy thì giúp tôi cảm giác dễ chịu hơn, nhưng mà bệnh tình thì không dứt điểm, vẫn tái phát. Sau đó tôi đi khám tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương thì được các bác sĩ tư vấn sử dụng bộ sản phẩm gồm dạng viên uống và dạng gel chiết xuất 100% từ thảo dược, được kết hợp trong uống ngoài bôi. Và chỉ sau vài tháng sử dụng bộ sản phẩm An Trị Vương này thì bệnh tình của tôi đã ổn hơn rất là nhiều, hết hẳn táo bón, bụi trĩ thì co lại, không còn tình trạng đau rát hay chảy máu nữa. Xin được chân thành cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích đến từ chuyên gia. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sống Vui ngày hôm nay đã kết thúc. Quý vị và các bạn nếu thắc mắc, hãy gọi điện tới tổng đài miễn phí của chúng tôi 1-800-55-8889 hoặc số hotline 0896-509-509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sốngkhoeacong.bacsitưvấn.vn hoặc tham khảo tại website bacsitưvấn.vn.
Đến đây, chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.